Giảm thế thôi, tôi có mấy nhiêu lời đó. Thì em cũng nói vậy với anh, vậy là em dở cái trò chuyện mà lao động lắm, làm chuyện trong nhà hoặc là mua bán là coi. Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Buổi chiều tối hôm nay, hiện như này là 5:20 chủ nhật, 17:20 quý vị, trời cũng sắp sửa tối rồi. Để theo yêu cầu của chú Năm đây và cô Cô Duyên. Thì chương trình có tiến hành ghép đôi bước một, có nghĩa là cô chú đến đây, hai người ngồi ở trên cái ghế nóng này, mình trao đổi, mình tâm sự, mình trao đổi trải lòng để coi nó có thật sự mà cảm thấy nó hòa hợp hay là nó có cái gì nó tương đồng với cuộc sống của mình hay không. Thì cô chú sẽ tiến hành ra ngoài, mình cho số hoặc Zalo để về nhà mình tìm hiểu thêm, hả chú, hả con. Thì chương trình sẽ có 20 phút cho cô với chú trao đổi trong thời gian ngắn này nè. Mình tập trung nha, mình trao đổi những cái gì cần thiết ở cuộc sống và cái công việc, coi nó có phù hợp không. Rồi bây giờ trước khi bước vào cuộc trò chuyện thì xin phép chú và cô hãy tự giới thiệu lại nhân thân và tuổi tác như quy quán của mình ha, để cho bà con cô bác được hiểu những cái vị chưa xem và những cái vị đã xem, hiểu lại cái nhân thân cũng như tuổi tác quê quán của mình. Dạ, mời chú. Tôi họ Trần, tên Phan Đài, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Cũng bà xã bà cũng chia tay mấy chục năm rồi, nhưng mà rồi, còn rồi. Còn qua lại, sinh 1945. Dạ, chào chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương, chào tất cả anh chị em trên cộng đồng mạng. Tôi tên là Nguyễn Thị Mỹ Duyên, sinh năm 1961. Tôi ly dị chồng năm nay là được thôi. Bây giờ cái đó để cô chú nói chuyện đi ha. Dạ. Bây giờ cô đến từ đâu? Dạ, đến từ Bình Chánh. Rồi bây giờ quý vị khán giả cũng đang nghe về tên tuổi cũng như quê quán của cô chú. Dạ. Bây giờ chương trình sẽ dành cho cô chú 20 phút để mình trò chuyện với nhau ha. Thì xin mời hai cô chú mình xây lại hai người. Hai người đối mặt với nhau ha. Rồi chào cô. Dạ, chào bác này. Yeah. Dạ. Dạ. Rồi xin mời cô chú cứ tự nhiên. Dạ. Giờ trước nhất cũng xin phép ngắn gọn vài câu với cô. Dạ. Mình đến đây đã thiếu tình thương. Tôi thì cũng không lớn tuổi, cô cũng vậy. Bây giờ trong cuộc sống thì nó con cái thì nó tư duy hết rồi, mà cũng có của, tôi thì cũng dành được chút đỉnh mới nuôi sống được. Nhưng mà cũng có thừa hưởng đất của cha mẹ và tạo được cuộc sống á. Dạ. Thì cũng bán được mấy cái nền nhà, nó cũng được mớ. Dạ. Rồi nói chắc là cũng dưỡng già được. Dạ. Tuy không có lao động, tôi không lao động là trên 20 năm rồi. Đất cát cho mướn chẳng hạn chồng cạnh A thì bán cho cũng chắc là cũng trên dưới đâu cũng mớ rồi. Nói không có nói ngay cái số đó nói gì nó kỳ phải không? Sống được. Thì không làm có ăn thì trung bình tháng thu hoạch chắc cũng có trên dưới 10 triệu, cái là mình anh tôi nghe. Dạ. Có đó tiền bạc này nọ, cái lãi rồi cái chưa tính tới nữa. Rồi nhà nước cũng chiếu cố tôi, mới bị tôi cái dạng thương phép bên cũ. Rồi bây giờ cũng muốn kiếm người nào mà sống với tôi già. Và tôi nghĩ gì nè, cái con bà nó dí thương mẹ thì bé con. Trong cuộc sống tôi thích nhất là cái người có hoàn cảnh khổ sở, nghèo. Chứ tôi cũng không ham chen vô mấy cái chỗ giàu có này đó kia, nhưng mà mình lớn tuổi nhau mình phải tôn trọng lẫn nhau trong cuộc sống. Đừng có nói tiền anh này hay nhà cửa anh kia hay là mặn quá nhiều, coi như sống chung.
bây giờ cũng có cái đồng vốn, thì tôi không lao động chứ cũng còn ý thức, thì bây giờ cũng còn mới giống ví dụ cái như cô chẳng hạn, chạy xe đồ được hoặc cái còn đầu óc kinh doanh được mua bán đó, thì tự sở thích cho thúng ép. Nhưng mà tôi đưa vô mới giống đó, không phải là tôi cho không, mà cũng không phải là cho mượn. Cái này cũng như của chồng con vợ để góp chung với nhau, rồi để tạo cuộc sống. Thay vì tôi sống mình ở thì cô đơn phải không, nhưng cái số tiền này đó nó các vợ chồng làm ít làm nhiều ra, thì như vậy là trong số này rồi chỉ nuôi cơm tôi có lúc tuổi già được rồi. Tôi không có nói hết, nhưng mà tôi cũng có một mớ đất đâu cũng bắt công ngoài cái đó. Nếu mà hợp nhau đó thì tôi hai người mà tìm hiểu đó bên rồi thì đến cuộc hôn nhân thì làm giấy kết hôn để bên nữ, tức là bên vợ. Rồi như vậy là thời gian sống với nhau khoảng chừng 5 tháng 3 tháng gì đó, vậy biết được bắt đầu cái tài sản tôi phân tách chia làm hai, hoặc khi là tôi chia một phần nào đó. Khi tôi có mất trước ví dụ vậy, cái người đó được quyền muốn bán muốn làm thì làm tự do. Còn ở nhà ví dụ khi tôi chết rồi, nếu tôi chết trước nha, cái này cái số mạng không biết ai trước sao, thì cái nhà được ở. Cái nhà tôi thì cũng không có quý gì, nó cũng trên 100 thước lóc gạch, nhà thiết ở trên cũng có la phong đàng hoàng. Bề dài thì 20 thước, bề ngang thì 5 thước. Thì sống của mình đây nó cũng có 2-3 phòng, nó tất là 4-5 chỗ ngủ, nhưng cái phòng mà đặc biệt thì 2 phòng. Rồi còn trước thì cũng mấy giường khách được con cháu lợi, thì nói tắt tôi sống vậy là trên 30 năm rồi cũng không hiệu quả lắm. Thôi vậy có nhiêu lợi rồi thì cô tiếp tục. Này, theo như anh nghĩ thì anh nhìn em coi em là sao, anh đánh giá em người em sao? Thôi bây giờ cái câu ông bà theo tôi phải biết á, dò sông dò biển dễ dò mấy ai lấy thước mà đo lòng người, thì theo tôi nói là cái câu theo tôi hiểu biết như gì, sách vở Thánh Hiền nói xem nhân tướng xuất hình tại ngoại, thì con người á nó lộ từ cái gương mặt bên ngoài, vì bên ngoài nó sao thì bên trong nó ít nhiều vậy. Mà chẳng qua cái người đó không nói thì thôi, mà nói rồi bên ngoài bên trong hai phái hợp nhau thì chắc là trong 10 cũng trúng hết rồi, là 5-7 thì tôi thấy gì cũng được. Nếu cô cho phép thì mình tiến ra rồi tìm hiểu nhau, rồi cho Zalo đi. Ví dụ xe cộ thì tôi chạy không, nó không đành được quá đáng. Hồi xưa đó, thì tôi xe 6-7 thì chạy được, nhưng bây giờ nói thật với cô gì nè, nãy giờ có nhìn thấy không, nói thật luôn đi. Dạ thấy, thì, cái chân này á, cái chân giả tôi chế độ cũ nha. Trước tôi hại xe qua chế độ cũ, nói đây không hại với nhau. Rồi bắt đầu cái như vậy là tôi có mấy cái đợt ở nhà trái đó, tôi phải làm đơn tự, không có tới nước ngoài nó cũng cho được mớ tiền đô. Có lúc nó khổ, giờ tôi đủ sống được rồi, nhưng mà phải tôi xài mình nên tôi đâu. Ví dụ tôi về tôi có, tôi mua 50 bao, 20 bao gạo, hoặc là có ít nhiều. Lúc bà xã còn thì tôi cho gạo cho tới 50 triệu bạc, hoặc 1-2 tấn gạo tôi mang tới nhà cho, mà cho khỏi cần bông phiếu, khỏi cho trơn. Thì tôi thích nhất là lời lẽ ôn tồn, nhã nhàng với nhau, không vũ xã, không ỷ lại, không nói gì hết, không bắt moi. Dầu cho nó xin lỗi cô nha, dù cái người bạn mà tôi kiếm sau này đây á, dầu trước có móc túi hay là dân thả gì đó, tôi không cần biết cái vụ đó. Nếu tôi biết rồi tôi càng đau khổ hơn. Hay muốn mình xấu chi, chẳng qua cái thời thế nó đẩy mình vào thế bí. Nhưng ngày nay người ta làm thiện làm tốt rồi thì những cái dĩ dãn bỏ qua tất cả, đừng móc moi đau khổ lắm. Vậy thôi, tôi có cũng không ai muốn xấu chi. Thì cái đó tại thì tình huống thì xấu quá ta phải làm vậy. Ví dụ cho con em thì em nói thiệt anh, hồi đó giờ em ở nhà em không có lao động. Rồi em đi nhà có xe đò, cái tiền xe đò. Rồi nghĩa là nói chung là em không có lao động. Rồi em có chồng, về cái thì ở bên chồng thì có ruộng thì em cũng làm. Em không biết mà em cũng làm, em cũng nghĩ theo em làm hết. Má chồng em làm gì em làm đấy, má chồng nhổ cỏ em nhổ cỏ. Thì cái em cấy ra hai, đẻ ra 2-3 cây luôn cũng được. Biến là má chồng làm gì em làm đấy. Thôi giờ tôi xin phép, tôi không phải tôi chặn con chị ha. Ý tôi chia thôi, bây giờ mình ngày lớn tuổi rồi. Bây giờ người trẻ còn mừng đúng ngày đúng giờ thì nó đỡ, nhưng mà nó lố ngày lố buổi nó còn phải mệt hơn người tuổi già. Thì già mình cần an dưỡng cái tuổi già, vừa thân xác vừa có tâm trí nó nhận hơn. Thì giờ tôi cũng có tạo được chút đỉnh đó cô. Thế xin phép mà nói đừng nói chuyện của nghe. Thì vậy bắt đầu cái mình coi cái gì mà đừng có đau máu đó.
khi bắt đầu mua bán hà làm này nọ, khi cái kinh doanh nó có thì đồng vô ra nó khỏe hơn. Thì ý em muốn anh, ý là anh muốn muốn có một người biết mua bán. Dạ. Nhưng mà bây giờ em là cái vốn em là không biết. À. Anh biết thì anh hướng dẫn cho em. Cô biết chữ không? Trời. Vì làm em cà làm phê cả... đâu bán là cà phê được, được phải không? Chứ. Bán cho cây được hả? Ừ, em làm cà phê thì em có trình độ em mới làm cà phê được chứ. Cái như vậy là nó quá tốt rồi, cô còn giới thiệu ra chi nữa. Tự gì em nghĩa là em nói là em không có làm lao động nổi á. Ý là vậy á. Đây nè, tụi nó coi nè. Ví dụ giờ mình muốn bán cái gì mà ví dụ 50 bàn cái ví dụ vậy thì mình muốn em cháu nó lao động tiếp mình chia nhau. Dạ, sao? Dạ đúng rồi. Rồi thì tôi với Ti nói làm chồng hai gia giống cho thì không cần biết. Thì cũng tiếp chứ. Cộng với Ti tách này chạy bàn em cháu nó gì không kịp tới luôn phải không? Chứ là phải ngồi chỗ mà mình sẽ kiếm. Cái gì thôi. Ví dụ mà cái gì em không biết thì anh hướng dẫn giùm chứ còn anh thì em không rành lắm. Vợ chồng phải đừng có lớn tiếng em. Nhưng dạ đúng rồi, đúng thích rồi. Nhất là mặt mày vui vẻ. Đừng có cái vụ mà dằn mâm sáng chén, đừng có nói cọc quà hậu hao, đừng có nói chuyện mất đất, tôi không thích nha. Cái gì vui vẻ nhau. Bây giờ tôi nói với cô ba gì đi. Ví dụ cái cô đó mà lỡ có nghiền rượu xưa ha, nhưng bây giờ không phải chấp uống rượu đấy, ví dụ vậy. Một cái lon ngậu uống với tôi tự nhiên, nhưng mà tôi ăn chai đó ra gần 40 năm rồi. Mà giờ tôi cũng không tham rượu con chai gì đâu. Nhưng mà con gái á, ví dụ lâu lâu mình uống theo cái bữa cơm á, có khi một lon hết, có khi không hết, nhưng mà nhà có đám tiệc, có con cháu lợi đó. Bữa đưa vui dữ lắm á, là chắc 2 lon rưỡi 3 lon. Mà 2 lon rưỡi 3 lon thì nói mà bây giờ một muỗng cà phê rượu đế tôi uống nổi. Hồi xưa tôi uống sáng mới tới chiều nha. Bây giờ uống không nổi, giờ nói tắt là theo phạt từ không còn cái gì luôn rồi trời. Em á thì rượu bia đó là chỉ có nhắm môi lúc mà gả con cứ dâu rồi vậy đó, chứ còn bình thường thì em không biết đó. Thôi giờ nhắn gọn đi. Tôi ở miền Tây cũng xa lắm, chắc cô nào có đi dưới không? Em lâu lâu có đi chùa. Cái cô ta nói vậy là đi lên trên tôi nếu đường chậm ba vậy là khoảng 20 cây sẽ tới. Yeah. Đường chậm ba còn nếu mà đi vòng chắc là cả 25 cây tới. Yeah. Tôi ở vùng Vĩnh Giới, cái đó là đi vô chùa Bà là vô gần vùng bảy núi rồi. Yeah. Rồi nói cô gì này, bây giờ gì đi, mình sống trên cái dư luận rồi. Bây giờ mình đã làm con của cha mẹ, giờ mình trở thành là cha mẹ của các con. Đúng rồi. Thì bây giờ mình bất chấp xã hội, ai nói xã hội không nuôi được đứa con nào. Cái chương trình này đấy á, là trên á, là thuận lẽ đạo đức. Rồi còn nó có lập pháp nhà nước hiện hành bây giờ, nhà nước cũng không ràng buộc, cũng không cấm ngăn. Còn con cháu hay đứa này đứa nọ hơn sao không, nó nói gì bất chấp đi, hôm tôi lên tôi nói trước rồi. Tôi sống trên dư luận cô, phải nói thật với cô ba tôi đứng sân khấu tôi làm thơ nè. Nhưng mà tôi cũng bằng lòng phép, giờ phải nói em bây giờ mặc đồ ba rồi tôi theo Phật, phép mà nói. Rồi bây giờ gì đi, nếu cô cho phép đó, thì chắc là tôi phải có nán lợi không? Rồi đến gia đình của cô, không phải tìm cái chỗ cô giàu cô nghèo. Nhưng coi cái nếp sống của cô, coi cái y răng cho cô là nói, chứ tôi không có đòi cái bữa cơm nào, không đòi đồng bạc mà tiền hết trơn á. Rồi cô làm vì tự nhiên thôi ha, coi như vậy. Tôi đến tôi làm trọng tài tôi có mắt vậy thôi à. Còn cô thì đến với tôi là vậy nè, giấy tờ tôi đã trình đây đó nó rõ ràng hết rồi. Nhưng bây giờ cũng còn mới sự sống, bây giờ không lẽ đem cái bằng phán đất hay đem cái giấy nhà lên thì như vậy cô thông cảm theo. Cô đến Iran thì thật vậy đó. Đó thì cô thông cảm nha. Cái điện thoại siêu mẫu nè, tôi bỏ cảm ơn nè, tôi không có rành đó, tôi chỉ nghe chút đỉnh trong nhà là 2 cái nói thật cô bây giờ vậy. Mấy năm trước tôi một mình tôi sống ở thế tại không phải xài sang gì đâu, là nước ngoài vô tôi làm mấy cái ông mà cục giò cục tay hoặc hoàn cảnh này nọ cho lui, là nước ngoài là chữ thập đỏ đa số là người Việt kiều Việt Nam mà hạn nhất là nước Mỹ ha, nước Mỹ nó già hơn để cho thì cho ông năm một người vài trăm đô thì tôi là bắt cầu nối, nếu có làm được là tôi đi, tôi không có lấy đồng bạc cần xu của sân, nếu có cho được cái vụ đầu tiên bước đầu tiên thì cho tôi chút đỉnh theo dù 200 thì cho tôi 50. Rồi từ đó như sau bắt đầu đi lấy đi. Rồi như vậy bắt đầu rồi sau này tôi thấy thôi giờ mình sống được rồi. Giờ nói chung là giờ cái số này nếu nó không cần quá đáng ha. Xe lăn tôi đều có sẵn trên rồi. Bây giờ nó chắc cái nhà tôi bây giờ sự thiệt tức là nó không có dư mà cũng không có đói. Bây giờ nếu cái nhà vậy đó thì ở thôn quê chứ 50 năm mà là dọn cổ bằng phải ra mà ai mới lại thấy tôi dọn bữa cơm, tưởng rồi tôi ăn có cách thực thiệt là tôi ăn cơm mình tôi làm ít ít mà tôi biết làm đó, hồi xưa tôi làm đồ nhậu mà, nhưng bây giờ không nhậu được nữa thì cũng làm cơm ăn này lại tôi luôn, rồi cứ 5-3 bữa đi chợ, 5-3 bữa đi chợ vừa ăn uống vừa mua đồ về,
bây giờ trong cuộc sống của mình á, nếu mình nhịn thèm những khác quá, nó thiếu sức khỏe, mà tôi thì không dư giả, mà tôi cũng không phải không. Bây giờ mình ăn không phải ăn để sống, ăn để mình vui vẻ với cuộc sống này, thì bây giờ mình tạo được cái đồng tiền, mình vừa biết làm từ thiện, mình giúp cho đời được ít nhiều, cái nó không dám chưng khoe. Nhưng bây giờ cái ăn vô miệng mà không dám ăn, làm sao mà có sức khỏe. Còn cái chuyện buồn vui giận ghét của thế gian ngoài tôi bất chấp, ví dụ ai có nói gì nói ngay tôi, nếu tôi trạch tôi xin lỗi tôi sửa, còn nói thôi vì tôi từng đứng sân khấu tôi cũng ngại, mà không ai dám nói nghe vì tôi nói thật với cô ba vậy, tôi dư rồi nói dám đứng sân khấu không ai thấy giận tầm thường thôi, thiếu này mấy trăm người đó. Nhưng mà tôi rất vui vẻ, tôi bình dân đó, mà tôi cũng nói tôi ít học sự thiệt, nói cô đừng cười ha. Lúc tôi dừng lặng có lớp 2 mà tôi dám làm thi thôi, chỗ này nở ý dưới này là dân ăn học, bác sĩ hay là thầu khoán hay là thương gia hay kỹ sư thiếu gì, nhưng mà cái đó tại không thích hợp chứ không phải là học ít như tôi. Thành ra tôi tin tưởng vào đứng thương liên đó. Nhất là qua tháng Bồ Tát đi đứng nằm ngồi gắn niệm chú qua là một ngày không có dưới rồi vài trăm câu. Giờ tôi không đeo chuỗi, không đeo chuỗi, tôi bận cái đồ này, tôi không bận áo giặt mẹ ở ba, nếu ở giặt mẹ mẹ ta nói mình có ba học, hai nữa là mình đeo chuỗi rồi cái lỡ có này nọ. Giờ tôi nói với cô, tôi nói trước cô mau tôi lẹo lưỡi không bao giờ có tiếng ác trong tâm, chứa cái niệm Phật nó ra sẵn rất bình đẳng, nói gì thì cô thông cảm nha. Dạ. Bây giờ ví dụ giờ sau cái lần cuối cùng vậy, nếu cô có gì hết được thì bây giờ lát nữa có ra anh em mình kiếm có nước ngồi tâm sự, không phải để chết hàng cho khác gì đâu. Rồi mấy giờ tôi khan tiếng tôi không dám uống, tôi thích ca hát lắm, nhưng mà ca không phải ca sân khấu này, nó vui vẻ, ca buồn mang có tâm sự mà không làm thơ làm văn thôi mình nói nè đó. Rồi còn có chùa chìm tìm hiểu thì coi rằm vía như nọ thì quẩn đi. Còn cái chuyện mình lúc nào mình nó công việc nó quẩn, chẳng hạn như lễ Phật chỗ này chỗ nọ, Phật thầy Tây An hay là ông Nguyễn Trung Trực hay là ông Đức của Quảng Trần Thành, nói tất là nhiều ông lắm, thì vậy là đi, tôi đi vậy là tôi bắt xe đò, vì xe điện nó đi sao không được, rồi bao đi bao gì vậy thôi rồi. Mà cái đó là chai không à, mà tôi thích đi chỗ này chỗ nọ đi cho gạo cho từ thiện nữa, tôi có làm bệnh làm quản đó mình muốn giao phúc đức qua. Bây giờ muốn đến với cô giờ tìm hiểu coi cái lối sống của cô, không phải không tin cô, nhưng mà coi cái cuộc sống của cô nó có nhàn nhã hay là cô cờ cỡ. Bây giờ tôi thấy nếu nói cái nghề mai tôi không chê, nhưng mà còn trẻ tôi thấy mấy người mai giết cái lưng nó còn cô à. Còn bây giờ cô lớn tuổi mà ngậu mai thôi, bây giờ đau lưng lắm, mình phải làm cái gì đi. Dầu cô có thích mai tôi không dám cãi, không dám cản, nhưng mình bỏ số tiền ra mình ra cái tiệm lớn vậy, mốt hay giờ mai đồ quét hay mình muốn thở vậy đó, mình chỉ huy cô à. Mình sẽ thay đóng ngón, mình chỉ huy chứ đừng để mà tôi nói thật cái cô, từ tôi khôn lớn tới giờ không khi tôi làm công tàn tôi làm chủ rồi. Không nói thật cô cười tôi chịu ha, tôi làm giờ lớn mà làm trưởng không có làm phó đâu đó. Bây giờ nó tắt, bây giờ bà xã bà mất đâu rồi, bác ăn cay tôi hai mấy năm đó, mà giờ con tôi không chịu, tôi bị mấy vố biết sao, mỗi bà 4-5 chỉ ha, rồi mỗi tháng phát 3 triệu ha, rồi ăn lương ăn vợ, mà mấy bà nói thì nói mà không cái cực tử, chẳng hạn vì vợ chồng ông yếu thật quá đã bà đây đó. Tôi nói tôi còn ngại, đừng nói dễ, mình nói cái gì mà cho nó vừa đúng nghe thế, với đàn bà không có tướng thế, không có chữ đũa. Rồi bà kêu bà vừa cho vàng vừa cho mượn vàng bà đeo bà nữa, thôi anh đừng đòi lại để tôi ăn gì tôi le. Tôi kỵ nhất có cái đàn bà mà ăn mặc hở hai cái thứ gì mà nói chuyện vậy. Mà em nhắc lời anh, thí dụ anh đưa vàng cho người đó đeo là anh cho luôn à, là anh đưa cho đeo thôi, cái cho là cho luôn, còn cái đưa mượn đeo là không trả, rồi xe cổ lấy tôi đòi muốn chết luôn rồi đi nói xấu tôi vậy nữa. Cái cô đó có mượn vàng anh đeo chơi nữa hả? Ừ đây nói đâu đấy, thôi tôi bỏ cô qua, nói cho cô giờ cô có cười tôi không chịu, tôi mất đầu quá biết sao, bởi con tôi cũng thấy hào tiền cũng tốn bạc gì đó. Nó thì cô tôi bị mấy vốn mấy trăm vốn ít con nghe con nó. Rồi giờ tôi cắt nhà hết hai đợt rồi, nói cắt lời tiền đất cắt là bán cũng nói cắt được, nó gì nhỏ đừng nói lắm, cũng số tiền cũng khá, nói gì cô hiểu là không có nói ngay gì. Thành ra bây giờ cũng còn mới chơi chứ chưa có hết rồi chưa chết, giờ còn mới vốn này để nặng nặng mà hạp với cái người nào đó, mình làm cái vốn mình sống với cái tuổi già đó. Bây giờ gì vậy, nếu mà cái hoàn cảnh cô nếu mà có hạp ấy, thì mình sống với nhau về bệnh chồng ha. Bây giờ cái nhà đó không đuổi không xô gì hết, nhà của tôi mà đất ruộng thì cũng có sẵn của tôi đứng mình anh tôi mà, nhưng mà con nó chịu không chịu thiệt tại nó bị gì thấy hao tốn cũng tiếp theo. Tôi nói đừng nghĩ gì con à, bây giờ người ta già người ta sống hơi khổ, với người ta bạo quạng với cha thì giờ nương nhau thì sống, bây giờ tụi bay nuôi tao là con mà nuôi cha,
nhiều khi nó không bằng bà nuôi chăm ông. Với hai cha con mà nam nữ nhau rồi mình khi cái nuôi nấng thì nó có cái chỗ này nọ kia nó chứ cái nó kẹt lắm. Chồng vợ nhau học ngày nói gì cô thông cảm thôi, thôi tôi có mấy nhiêu lời đó. Thì em cũng nói vậy với anh, vậy là em dở cái trò chuyện mà lao động lắm, làm chuyện trong nhà hoặc là mua bán rồi coi dòm ngó rồi mấy đứa nhỏ nó làm vậy thì được. Thì chắc ăn hết rồi giờ gì nè. Tôi già tôi không còn đua đòi nữa. Mà giờ chỉ cần niệm Phật mà sống ăn cơm qua ngày thôi. Thì bây giờ không lẽ ăn chay lạc rồi luộc rau nấu cơm rồi như vậy thì sống được thì sao? Cái đầu hỏi tôi là cái thì mặc dầu mình có của thiệt nhưng mà mình cũng phải dành dụm để nhiều khi đau yếu bệnh hoạn. Đúng rồi. Trời, bây giờ mình đến với nhau rồi, con coi như nó không phải là em nói không phải như là nó không có ý là nó bỏ mình, nó bỏ mình không có đành đâu, nhưng mà tự mình lo cho mình thì chắc hơn. Vậy ha. Bây giờ nó còn nhỏ nữa, nó kẹt theo cái máy rồi nó không gì nè. Bây giờ cái tuổi tôi lớn rồi mà mấy cái ngân hàng ở thôn quê á, mấy năm trước tôi đi vay á, mình cũng có qua lại nó, tức là tặng mắt hồng nó. Tôi nói thật với tôi mà tôi làm ăn mà để cái ba cái kinh doanh này tôi cho tiền ta thốn tiếp luôn, ta cho 2-3 triệu tôi cho 3-4 triệu luôn, biết chưa? Mình cho nó mừng để nó cho nó ghét mình thì nó giúp đỡ mình. Tôi nhờ tôi làm ăn mà quạt bắt giấy tờ không có chuyện gì khó. Thấy mình tới là tự động nó lo hết rồi. Tôi chơi sáng được cà phê cà pháo thuốc men rồi tôi mua cho nó hút nha, tôi quạt tôi bỏ luôn không nói con nghe vậy gì. Nếu mà cái tuổi cô hồi mấy bây giờ thằng nghe nói sáng mấy tôi cũng bụng cũng hơi lo sáng mấy. Bây giờ nếu tôi đứng tránh một cô thừa kế thì ghê không được. Còn bây giờ ví dụ cô còn ở trong vòng mà 60-62 được phải không? Em 62. Thì trong vòng bây giờ tới Tết thôi chứ qua nữa là qua lên 63 rồi. Thì bây giờ gì đi? Bây giờ nếu mà thận thảo nhau ấy, rồi bắt đầu mà làm cái vụ mà kết hôn, bây giờ tôi thấy tôi không chịu quay về. Quay về người ta đồng quá với hai người tâm thật. Bây giờ nữa, nếu muốn làm đám cưới thì làm nhà mâm và làm bánh khô cũng mời mấy ông chương trình mà không bỏ phải không? Nhưng mà nhất định không quay nghe. Rồi ví dụ mà còn số tiền này cũng vài chục phải không? Có đâm sẵn theo nè. Thì chuyện gì mua sắm rồi tiến hành luôn, tao nói vô tao được thôi. Cảm ơn chương trình rồi, xong rồi. Xong rồi 20 phút dành cho cô chú cũng đã hết. Chương trình thì cũng có giới hạn để cho mấy anh em nó về nó nghỉ nữa. Dạ. Rồi dạ. Gần 6 giờ cô chú ha. Dạ. Thì nãy giờ 20 phút nó dài thì nó không có dài. Dạ. Nhưng mà nó ngắn thì nó cũng không đến nỗi ngắn đâu. Dạ. Cũng đủ để mà trao đổi mình cũng hiểu nhau đôi chút chú ha. Dạ. Cô đúng không cô? Đúng rồi. Thì giờ cô chú thấy có tiếng nói chung không nè? Thấy cũng hơi hạp hạp mớ. Hơi hạp hạp là hơn 50% không? Dạ, cần tìm hiểu thêm. Chắc là cũng trong ba chắc cũng được hai rồi đó. Vậy là giờ nhưng mà ý tôi thì cũng qua điện thoại Zalo chú ha. Dạ. Một thời gian nữa đi. Mình cứ gấp mình cả đời rồi. Giờ không phải đâu, tôi chờ đại ngày này nói với chương trình với cô ha. Đầu tiên tôi kêu mấy ông để mất số ngoài đường thương tật ấy, tôi suốt đời tới tôi nói mất trước tôi còn đẩm dỗ ha, nhưng mà năn nỉ ông nào không được hết rồi tôi mới kêu tôi quét nhà nấu cơm phải không, mà cuối cùng quét nhà nấu cơm bây giờ cái quét nhà nó trễ bữa nay mới quét được, còn cái nấu cơm mà không nấu chừng nó 2 ngày rồi bắt đầu là nó trễ hai mấy tiếng hồi tôi đói rồi tôi cho nghỉ không gì. Dạ. Trình mình cũng tối rồi. Dạ. Thôi thôi còn công việc khác nữa. Dạ. Thôi xin chào đi ha. Cô chú cũng thông cảm ha. Dạ xin chào. Như cô chú về tìm hiểu qua Zalo điện thoại. Dạ. Nếu mà cảm thấy hợp á thì cô chú có thể báo cho chương trình tụi con biết. Dạ cô dạ chú dạ. Về bên nhau. Dạ. Hạnh phúc thì cúc cô biết cái gì đó. Thì lúc đó lát chút xíu ra ngoài chút. Là cái tụi cháu cũng rất là hạnh phúc, rất là mừng cho cô chú. Nếu mà cô chú có muốn chung vui với chương trình tụi cháu thì cô chú có thể làm ở đây một cái bàn tiệc chay nhỏ nhỏ đó, giống như để tụi cháu quay phim kỷ niệm để là gọi là một cái video tuyệt vời. Có nãy giờ có bàn là có đúng rồi, cái video tuyệt vời nhất kỷ niệm cái tuổi mình đã xế chiều. Yeah. Mà được gặp một cái hạnh phúc về với nhau rất là tuyệt vời luôn. Yeah. Nó không còn gì bằng chú, không có cần một bữa tiệc xa hoa lộng lẫy đâu. Yeah. Chỉ một mâm chay thôi. Yeah. Rồi cái chú cô rồi con cháu nè quay quần bên nhau, mình dùng bữa cơm chay cái mình quay phim lên rất là đẹp luôn. Tụi con sẽ làm cho cô chú rất là hạnh phúc.
Chú chú thấy sao được? Dạ. Thôi trước nhất là tôi xin chào chương trình và cộng đồng mạng trong và ngoài nước, anh chị, cô bác. Nhưng mà giờ đừng có bình phẩm về tôi hết trơn. Tôi sống trên dư luận rồi. Không ai nuôi tôi. Mà tôi còn nuôi người ta đâu, tôi làm từ thiện được. Nếu chung ai muốn chê tôi thì cũng chưa làm được từ thiện như tôi. Mà muốn ăn tương lạc cũng chưa ăn được phân nửa tôi. Thì tôi bất chấp à. Con tôi cũng bất chấp nữa. À, tôi đi đến chứ tôi không đi lui đâu. Thôi giờ tôi cũng xin cảm ơn chương trình ha. Và các cái huynh đệ mình phải không? Là cái ngày gần đây chắc là cũng phải có mâm tiệc thôi, không như mà chú nói cũng hơi là khá chút, mà thế nào cũng không vắng mặt luôn mấy chú luôn, kể cả là cô chú nè, rồi mấy chú này, rồi chú đò, chú gì đó là không cho thiếu. Vậy ha. Rồi cảm ơn chú rất là nhiều. Nhưng mà nó đi lại đó. Thì cô thì ý của anh sao là chú còn vậy á? À, có nghĩa là bây giờ mình nếu mà về bên nhau được thì anh sao em vậy, đúng dạ, không? Đúng rồi. Thì vậy đó ha. Dạ dạ. Vui không chú? Dạ dạ dạ. Hôm nay chú có thấy có bị uổng công sức để đến chương trình mạnh nhất. Vui. Vui. À. Khỏi uống công hơn mấy trăm con mũi nó đốt tôi sao đó, rồi tôi ca trên 20 câu vọng cổ. Chú Năm nè, dạ. Chính vì cái mình làm phước cho một mấy trăm con mũi, dạ, máu mà đó, dạ, là mình bố thí cho nó, dạ, bố thí cho mặt tính trang ngày xưa mà mũi cắn còn không đập mà bây giờ cái quả đến với mình rất là, dạ, tốt luôn, thấy chưa? Một, dạ, người rất là tâm đầu ý hợp, cũng biết làm thiện nguyện nè, dạ, đó, về cùng với chú mình thì đi hai thuốc Nam. Hãy thuốc Nam cho anh sắc thuốc. Tôi không hút thuốc thang nhưng mà tôi trị bệnh mấy cái bệnh khác là tôi không dám được trị bệnh đấy ha. Dạ thôi xin phép cho đứng dậy. Cô chú tính sau đi. Dạ dạ. Bây giờ cô chú hướng mắt về màn hình này ha. Dạ. Rồi mình chào quý vị khán giả mình kết thúc chương trình. Xin chào cộng đồng mạng, cũng rất cảm ơn cái chương trình có mấy chú giúp đỡ trong tiếng nói ghép yêu thương. Mạnh ghép yêu thương, rồi chị cũng chào cô ba. Xin chào, xin phép mạnh ghép yêu thương, dạ, đã giúp đỡ tôi đây với anh Năm mấy ngày qua. Xin chào cộng đồng mạng.